Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lasta thực hiện, phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 20 phút tối thứ Sáu. Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời ai cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng không phải ai cũng có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, tiến về phía trước. Chương trình Vượt Lên Chính Mình rất hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé của mình để cùng với những con người giàu nghị lực gây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay, chương trình Vượt Lên Chính Mình thật sự rất hạnh phúc khi được tiếp nhận một thành viên mới. Đó là cô Nguyễn Thị Đê, ngụ tại xã Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ghi lại những hình ảnh từ gia đình cô. Tuy Phong những ngày này nắng thật gay gắt, nhưng vẫn không làm nản lòng những bước chân của ekip làm Vượt Lên Chính Mình đến với gia đình của chú Lê Văn Thẻ và cô Nguyễn Thị Đê. Đây là nơi mà cô chú gây dựng lại cuộc sống gia đình sau khi mỗi người có một cuộc hôn nhân tan rã. Hằng ngày chú đi lượm ve chai, cô thì cùng các con thắt những đôi giống kiếm thêm thu nhập sống qua ngày. Chưa bao giờ ngôi nhà này có được một số tiền đủ để làm một bữa ăn tươm tất, dù là những ngày lễ Tết. Những đôi tay cứ làm việc cực lực, có khi đến tận khuya để bù đắp những khoản chi tiêu dù rất nhỏ bé trong gia đình. Và cứ như thế, cuộc sống trôi đi trong sự u buồn của các thành viên trong gia đình. Ăn buổi sáng lo buổi chiều, rồi giờ cũng nghĩ con tuổi thân, nghĩ biết làm sao mà mình làm có vượt lên để cho mấy người ta rồi. Em cũng tuổi thân mà bây giờ em cũng mong cho ông cha mẹ làm đến có số vốn để cho em mình đi học sau này, nó nhờ tấm thân đó đã cha mẹ mình dốt rồi mà cho con dốt nữa thì cũng tội. Khi mình nghĩ lại cái tuổi của mình là mình dốt, khi mình không biết chữ, khi mình ra đường với người ta hỏi mình chữ gì mình không biết, mình cũng ngại cũng quê. Bây giờ mình cũng nghĩ từ đó mình cho con mình vô học. Thằng Tiến, Huy hai đứa nó đang học mới lớp 2, hoàn cảnh khó khăn quá, khổ quá, rồi cho nó nghỉ bán số kiếm ăn bậy bạ. Lúc nào em cũng nghĩ thương ba em, là mẹ em nằm em tuổi em khóc mình em hoài à. Em suy nghĩ em kêu tại sao mình cha mẹ nuôi mình tới lớn mà sao mình không làm được có cái gì mà để giúp cho cha mẹ, để trả tiền nợ rồi cho người ta bớt, mà sao mình cũng khổ làm cho cha mẹ khổ hoài giờ. Và nếu tháng năm cứ trôi đi, biết đến bao giờ trong ngôi nhà này mới có được tương lai tươi sáng. Những người con riêng của cô và chú đều về ở chung một mái nhà. Dẫu rất hòa đồng, thương yêu nhau, nhưng cơ bản là không ai có được học vấn tương đối để vực dậy cuộc sống gia đình. Trong đó có cô con gái thứ hai là Nguyễn Thị Mai, vừa mới chia tay chồng khi mà đứa con vẫn còn rất nhỏ. Người con thứ ba của cô chú thì bị bệnh tâm thần từ lúc bé. Hằng ngày cứ lang thang khắp nơi, đến tối mịt mới trở về nhà. Hai người con út của cô chú thì nghỉ học từ lớp 2, hằng ngày đi bán vé số dạo để đỡ phần nào gánh nặng cho cha mẹ. Gia đình cô chú như là một bức tranh với nhiều mảnh ghép tối màu. Thì mình làm mà không dư giả, thấy con mình như vậy mình cũng rơi nước trong lòng, vì con mình đi ăn học, đi học không được. Thì nó dốt thì mình thấy cũng buồn. Thì làm này cũng được gần năm rồi. Đi lượm với lại đi mua hai thứ thu nhập ngày cũng được 15 có 20 có. Sự sống hàng ngày thì cũng như đủ sống qua ngày à. Có chú giống thì mình cũng kiếm cái chuyện khác, làm mua làm chổi, làm giống, làm chuyện khác thì nó khỉ bớt, với làm vô ngủ cũng thấy vật quả thì. Nhìn hình ảnh của chú Thẻ gò mình trên chiếc xe đạp cọc cạch đi lượm từng miếng ve chai dọc bên đường, chúng tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng và thương xót. Không chỉ những ngày nắng gay gắt như thế này, chú Thẻ phải rời khỏi nhà từ rất sớm, mà cả những ngày mưa tầm tã, người dân quanh vùng vẫn bắt gặp bóng dáng người đàn ông này lom khom bên khắp các vệ đường. Đôi giống là những gì nặng nhọc, nhưng đôi vai của người làm cha làm mẹ còn oằn nặng hơn rất nhiều với cuộc đời của các con. Cô Đê, chú Thẻ đã trải qua mấy chục năm ròng lo cho các con, nay tóc đã pha sương, mắt đã mờ, chân đã mỏi, nhưng vẫn miệt mài kiếm tìm từng miếng cơm manh áo cho cả gia đình. Chúng tôi tự hỏi không biết đến bao giờ cô chú mới có được những giây phút bình yên và tận hưởng một cuộc sống tương đối no ấm.
Các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Kính thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình và Quỳnh Linh đang có mặt tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một gia đình thí sinh. Đại gia đình của chương trình Vượt Lên Chính Mình đó là những người con tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Xin mời chúng ta gặp gỡ cô Nguyễn Thị Đê và chú Lê Văn Thẻ. Cô Nguyễn Thị Đê và chú Lê Văn Thẻ có 5 người con, trong đó có một người con bị bệnh tâm thần, và còn 4 người con còn lại có người đã lập gia đình, có người đã lập nghiệp, nhưng mà tất cả mọi thứ đều không thành công và đã trở về với gia đình trong vòng tay của cô chú. Đến ngày hôm nay thì mắt cô đã mờ, mắt chú đã mờ, không còn làm việc được, thì chú phải hàng ngày phải đạp xe đi mua ve chai, còn cô thì ở nhà chỉ giữ cháu thôi. Công việc gia đình rất là khó khăn, kinh tế gia đình rất là hạn hẹp. Quỳnh Linh nhớ ngay đến một câu thơ là: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh cả cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, đam cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, trên mọi bước đường những người con không thành công, sự việc đổ vỡ và trở về trong vòng tay âu yếm của mẹ, trong vòng tay thương yêu của cha, và gánh nặng lại thuộc về cô chú. Những đôi quan gánh mà cô chú đây làm hiện nay lại càng nặng hơn với công việc trong gia đình. Và hôm nay cô chú sẽ đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để xóa đi số nợ đó. Nếu vượt qua vòng 1, cô chú sẽ xóa đi 50%, tức là 2.500.000 đồng. Và ở vòng 1 này, gia đình của chú có nhiệm vụ là làm đế giống. Công việc làm giống này đã gắn bó từ lâu với gia đình mười mấy năm. Và hiện nay với đại gia đình này, mỗi ngày gia đình chỉ thu nhập trên dưới 20.000 đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để hỗ trợ cho gia đình chú, để giúp gia đình chú sẽ vượt lên chính mình. Vòng 1 này thì ba người con sẽ hoàn thành 12 cái đế giống thế này. Trong vòng 1 phút 30 giây, chúng ta muốn thấy 12 cái đế giống nằm ở vị trí số 3. Nếu được như vậy thì gia đình sẽ xóa đi số nợ là 2.500.000 đồng. Đây là những cái thanh tre đúng không chị ạ? Mây. Và chị Nguyễn Thị Linh sẽ có nhiệm vụ là khoanh tròn lại, và bé Tấn sẽ chạy thật nhanh qua cho đưa cho chị Mai cuốn thành cái đế giống đó thật nhanh. Bây giờ xin mời chị Linh kiểm tra đồng hồ. Nằm số 0. Số 0 nha. 1 phút 30 giây với 12 cái đế giống. Bắt đầu làm việc đi. Đồng hồ đã chạy rồi chị. Làm việc đi chị, nhanh lên. 12 cái đế giống trong vòng 1 phút 30 giây. Và chị Nguyễn Thị Linh sẽ là người cuộn tròn cái đế giống, và chị Nguyễn Thị Mai sẽ là người thắt lại cái đế giống. Chúng ta sẽ dùng kẽm để buộc cái đế giống lại cho nó đừng bung ra. Nếu như bung ra thì chúng ta sẽ là người thua cuộc nha. Buộc chặt lại, buộc chặt lại, không để nó lỏng ra nha. Bây giờ là được 2 cái đế giống đầu tiên. 1, 2 cái, 3 cái, 4 cái đầu tiên. 4 cái rồi, còn 8 cái nữa. Bây giờ là 40 giây. 40 giây Chúng ta còn 50 giây nữa. Cố gắng nhanh lên. Quan trọng là chị Nguyễn Thị Linh thôi. Nguyễn Thị Linh làm càng nhanh càng tốt. Bên kia Nguyễn Thị Mai sẽ chỉ cần lấy cục kẽm buộc chặt lại thôi. Còn 3 cái đây giống cuối cùng. Còn 2 cái. Nhanh lên, vỗ tay thật lớn lên, cổ vũ cho chị Nguyễn Thị Linh. Còn những giây phút cuối cùng, những giây phút rất căng thẳng và hồi hộp. Rồi chạy lên, vừa làm vừa chạy cho nó nhanh. Chạy lên, nhanh lên. Rồi, một cái cuối cùng mà lên. Bỏ xuống. Như vậy là thời gian trôi qua rất nhanh. 12 cái đế giống nó hoàn thành, chúng ta cùng nhau kiểm tra xem. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào chiếc đồng hồ thôi. Thời gian sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây đây? Chúng ta hãy đón xem. Xin mời em đọc to lên cho anh. Số mấy? 1 phút 23 giây. 1 phút 23 giây. Xin chúc mừng gia đình cô Nguyễn Thị Đê và chú Lê Văn Thẻ với 1 phút 23 giây. Gia đình chú đã xóa đi số nợ 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng tôi kính mời ông Võ Thành Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, sẽ trao số tiền 2.500.000 đồng cho gia đình cô Nguyễn Thị Đê và ông Lê Văn Thẻ. Xin mời. Và như vậy là gia đình cô Nguyễn Thị Đê và Lê Văn Thẻ đã vượt qua vòng 1, xóa đi số nợ 2.500.000 đồng. Hiện bây giờ gia đình của chú vẫn nợ ngân hàng 2.
Tôi kính mời bà Châu Thị Thiết, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Thị trấn Liên Hương sẽ đại diện cho bà con đúc hai lá thăm may mắn. Xin mời bà. Lá thăm may mắn đầu tiên, chúng ta trộn đều phiếu lên. Lấy bất kỳ lá thăm nào, đúng rồi, nhắm mắt lại luôn. Rồi, một lá. Đưa Quyền Linh. Lá thăm thứ hai. Nhắm mắt lại và để tay vào đúc tiếp một lá thăm nữa. Xin mời bà. Xin mời khán giả may mắn đầu tiên Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1974. Khán giả may mắn đầu tiên nhận được 1 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ. Chúc mừng anh. Và khán giả may mắn thứ hai. Xin mời Trần Thị Mỹ, sinh năm 1947, khu phố 6, thị trấn Liên Hương. Xin chúc mừng cho cô Trần Thị Mỹ. Chúng tôi kính mời bà Châu Thị Thiết, Chủ tịch Hội Phụ Nữ sẽ trao hai phần quà cho khán giả may mắn. Mỗi khán giả may mắn sẽ nhận được 1 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ. Một lần nữa, hãy vỗ, xin chào vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng trong chương trình hôm nay. Các khán giả đến cổ vũ cho thí sinh, hãy nhớ lấy phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi lại ngay cho ban tổ chức. Hy vọng quý vị cũng sẽ may mắn như hai khán giả vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, do mắt cô Đê đã yếu, không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, cho nên hai vòng thi ngày hôm nay, những người con của cô đã thay mẹ chiến đấu với thời gian để mang về chiến thắng cho gia đình. Và thật tuyệt vời, sự nỗ lực của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng khi vượt qua hai vòng thi, xóa được hoàn toàn số nợ của gia đình là 5 triệu đồng. Xin được chúc mừng gia đình cô Đê. Thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn. Chúng tôi biết rằng lúc này đây, gia đình cô đang mong muốn có được một số vốn để có thể phát triển công việc làm giống của mình. Vòng cấp vốn ngay sau đây sẽ mở ra cho cô chú những cơ hội để có thể gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở vòng cấp 4 thì gia đình cô chú sẽ chọn hai logo trong các logo của nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh, sơn Expo, sơn của thời đại mới, nước rửa chén Sun Life, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, ống nhựa hoa sen, sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Bên tay trái Quyền Linh, bánh mì cao cấp Osto, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. TT One sữa tắm trắng, công ty cổ phần Lasta. Tôn Hoa Sen, sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Chúng ta sẽ chọn logo đầu tiên. Bây giờ gia đình cô chú sẽ chọn logo nào? Ngân hàng. À, ngân hàng hả? Ngân hàng nhiều tiền lắm á. Cô có đồng ý không? Dạ à, đồng ý. Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn SCB. Chúng ta sẽ xem ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB sẽ là bao nhiêu tiền đây. Nặng lắm. 7 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình 7 triệu đồng. À, hồi nãy hai vòng thi mình xóa có 5 triệu thôi. Bây giờ chúng ta có 7 triệu chúng ta đem về gia đình. Đây là số tiền của cô chú. Bây giờ chúng ta sẽ còn logo thứ hai. Xin mời gia đình sẽ chọn logo thứ hai. Với logo đầu tiên là ngân hàng thương